Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại một số địa phương trên cả nước có nhiều vụ cháy xảy ra gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Vì vậy, nâng cao tinh thần cảnh giác và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ rất quan trọng đối với mỗi tổ chức doanh nghiệp và người dân trong bất kỳ thời điểm nào. Gần 30 năm nay, bà Phạm Thị Hồng Thu kinh doanh mua bán mặt hàng thời trang mỹ phẩm trong chợ thành phố Kon Tum luôn nhận thức nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm, gây thiệt hại lớn không chỉ cho cá nhân mà cho tất cả tiểu thương trong chợ. Do đó, bà tuyệt đối không sử dụng các vật dụng dễ cháy. Tại sạp hàng luôn có sẵn bình chữa cháy mini. Ngoài ra, bà tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nhắc nhở các tiểu thương khác cùng thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy. Thì tôi thấy cái tình hình là cháy nổ ở địa phương mình thì nói chung là ít, nhưng mà toàn quốc rất là nhiều. Cho nên là bản thân tôi là cũng phải trang bị một cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là trước khi về là tôi phải quan sát và cắt hết mọi cầu dao ở trong quầy bán hàng, và việc cúng quải thì chúng tôi nghiêm túc chấp hành, không có cúng quải tại chợ nữa. Tại chợ Kon Tum, thời gian qua, Ban Quản lý chợ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phòng cháy chữa cháy. Từ đó, ý thức phòng cháy chữa cháy của các hộ tiểu thương được nâng lên rõ rệt và hình thành thói quen chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, Ban Quản lý chợ thành phố đã quan tâm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cơ sở đầy đủ, đáp ứng công tác phòng cháy chữa cháy ban đầu khi có đám cháy xảy ra. Lắp đặt hệ thống camera theo dõi, hệ thống âm thanh thông báo để kịp thời phát hiện và thông báo tình hình cháy nổ đến người dân. Chúng tôi là đã được trang bị là 30 bình chữa cháy. Khi có sự cố xảy ra tại chợ thì là chúng tôi sẽ tự động xách bình ra chữa cháy, và lực lượng một số anh em bơm nước, dùng máy bơm nước để phun nước khi có sự cố xảy ra tại chợ. Còn trong chợ, ban quản lý chợ đã trang bị những bình chữa cháy, những nơi dễ thấy dễ lấy khi có sự cố xảy ra. Tất cả các hộ kinh doanh ở đây, chúng tôi đã đôn đốc và nhắc nhở các hộ này là phải trang bị cho mình là những bình phòng cháy, bình chữa cháy. Chị Dương Ngọc Anh Thi, kinh doanh mặt hàng hoa lụa, đang rất bận rộn vì đã có những khách hàng đặt cắm các bình hoa chuẩn bị dịp lễ Noel, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán. Nhận thức được mặt hàng kinh doanh của mình có nguy cơ cao, nếu xảy ra cháy sẽ phát tán rất nhanh, nên chị luôn bố trí sắp xếp hợp lý, tránh xa các dụng cụ sinh lửa hay nguy cơ chập điện có thể xảy ra để phòng cháy chữa cháy. Thì mình cũng có trang bị bình mini, bình cá nhân của hộ gia đình á, thì mình cũng cắm những cái ổ điện, che khuất ổ điện, sợ tối là mình cũng lo tắt hết, rút hết những vật dụng ổ cắm đồ điện đó, sợ là sợ điện thôi. Để nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh, phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp, các chợ, tổ chức diễn tập thực tế, phương án ứng phó với các tình huống cháy nổ phát sinh tại đơn vị mình để không bị động bất ngờ khi có cháy nổ xảy ra, có giải pháp dập đám cháy nhanh nhất, giảm thiệt hại về người và tài sản. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Kon Tum lập phương án và tổ chức thực tập trong mọi tình huống để làm sao là sát với thực tế, nhằm là phối hợp với cơ sở, phối hợp với các cái lực lượng khác để mà chúng ta là dập tắt cái đám cháy trong mọi cái tình huống, mọi thời điểm nếu mà xảy ra sự cố cháy nổ trên địa bàn, nhất là cái công tác phối hợp giữa hai đơn vị, giữa cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng và cái lực lượng chữa cháy của chuyên nghiệp của chúng tôi. Công tác phòng cháy chữa cháy rất cần sự chung tay góp sức của các cấp ngành và nhân dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm từ những việc làm nhỏ nhất để giảm nguy cơ cháy nổ xảy ra trên địa bàn.